thông minh, thông minh, thật sự thông minh. Để huấn luyện viên Bắc có thể tập trung nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ so sánh. Oh my god. Yo, nhàn thế nhở. Xin chào, mình là Trung Lạc của Hàn Quốc Plus. Xin chào các bạn, hôm nay mình mở camera để giới thiệu cho các bạn một dịch vụ rất là thần kỳ và rất là tốt. Nếu mà các bạn muốn trở thành YouTuber hoặc là một creator hoặc là edit video thì các bạn sẽ làm gì? Phải học về những kỹ thuật edit hoặc là một tuyển nhân viên. Mà các bạn nếu mà tìm hiểu hoặc là học kỹ thuật edit thì phải dành thời gian nhiều hoặc là phải học nhiều như vậy đúng không? Nếu mà dịch vụ này rất là thần kỳ và rất là đơn giản, có thể giúp các bạn chuyển từ văn bản sang video. Text to video. Không tìm được đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem và sử dụng dịch vụ này như thế nào nhé. Bắt đầu. Cho các bạn ơi, đầu tiên là truy cập vào website đó ktv.weinhiz.co. Bây giờ chỉ có tiếng Anh và tiếng Hàn, nhưng mà năm sau sẽ có tiếng Việt và tiếng Nhật, tiếng Trung nữa nha. Đăng ký và login. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký trước nha. Đi vào đăng ký thì có individual, cá nhân, và công ty sẽ đăng ký bằng cá nhân nhé. Dạ, thì bây giờ có thể đăng ký bằng Google hoặc là Facebook. Dạ, bây giờ mình đăng ký rồi. Sau đó login. Dạ, nếu mà các bạn login thì sẽ có bước 1 là enter text, viết chữ. Dạ, nếu mà các bạn tweeting hoặc là làm video 100% sẽ viết kịch bản đúng không? Mình cũng là sẽ viết kịch bản trước khi làm video. Thế nên nếu mà các bạn có kịch bản thì chỉ là copy và paste là ok rồi nha. Hoặc là viết ở đây cũng là ok. Mình sẽ chuẩn bị một kịch bản về huấn luyện viên Park Hang-seo gắn bó với đội tuyển bóng đá Việt Nam một năm nữa. Cái này là bài báo của Hàn Quốc mà mình đã dịch bằng tiếng Anh, chỉ cần copy và paste thôi nha. Đó, như này. Thì mình đã chuẩn bị kịch bản, sau đó chỉ cần 3 giờ thôi nha. Thì bây giờ hãy kiểm tra có những câu kỳ lạ hoặc là sai. Chà, chúng mình đã kiểm tra kịch bản rồi. Sau đó bấm vào next thì sẽ là như vậy. Chà, bước 2 là video editing. Edit video. Chà, ở đây có AI video timeline, AI video editing và keyword selection. Có thể chọn âm nhạc BGM. Thì đầu tiên các bạn click cái này thì sẽ là Instead the Vietnam Football Association will. Cái này ý là thay vào đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ điều chỉnh cơ cấu tổ chức bằng luật huấn luyện viên bla 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 bla. Ở đây có thể mình có thể chọn keyword selection. Thì bây giờ là structure thì chắc chắn là không hợp nhau với câu này, thì mình có thể chọn là team. Thì cái này sẽ hợp nhau đúng không? Bởi vì chủ đề này là bóng đá và nói chuyện về team thì cái này là rất là hợp nhau. Nếu mà các bạn edit video thì phải tìm thử video để hợp nhau với kịch bản hoặc là sẽ quay video từ quay video đúng không? Nhưng mà KTV AI thì không cần như vậy, chỉ là click click mà những cái này hợp nhau thì click thôi. Câu thứ hai là Park Hang-seo ngồi hiện đàng giữ dưng vị huấn luyện viên chính của đội tuyển quốc gia trưởng thành Việt Nam và đội tuyển U23 quốc gia. Xem thử coach nhé. Câu này thì giống như là ban bạc, mình sẽ chọn cái này. Cái này giống như là ban bạc và thuyết. Câu thứ ba, thay đổi này là kết quả của thỏa thuận giữa hai bên để huấn luyện viên Bắc có thể tập trung nhiều hơn. Các bạn thấy chưa, ở đây có nhiều keyword thì có thể chọn nha. Mà mình sẽ chọn cái này là hợp nhất. Chà, cái này giống như là đang cố gắng để tốt hơn và ban bạc về để đội bóng đá Việt Nam sẽ giỏi hơn như vậy. Thì mình sẽ chọn cái này.
Cuối cùng là huấn luyện viên Park đang tập trung vào công tác huấn luyện với mục tiêu giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2020. Tất nhiên là bóng đá là sẽ hợp nhất nha. Thì Ôi nhân công trí năng. Thông minh. Football và vi cảnh này, video này là hợp nhất. Và cuối cùng là background music. Đầu tiên là exciting, thú vị. Ok, chả. Thứ hai là nhẹ nhàng. Namaste. Chả, thứ ba là trông sáng. Và thứ tư là nhạc dark hả? Thứ năm là intense, mạnh mẽ. Và sad, buồn, nhạc buồn. Và impressive, ấn tượng. Và cuối cùng là kids, trẻ con. Dạ, có nhiều âm nhạc, 8 loại âm nhạc thì các bạn có thể chọn. Ok, mình sẽ chọn là exciting. Nhưng mà các bạn đã chọn rồi, nhưng mình muốn thay đổi âm nhạc hoặc là muốn thay đổi nội dung, click vào bước trước là ok rồi nhá. Và có thể sửa rất là đơn giản. Mình sẽ chọn calm, nhẹ nhàng nhá. Sau đó là next. Come on. Dạ, thì bây giờ sẽ có video view. Thì bây giờ là rất là mờ và không rõ. Nhưng mà đừng lo, ở đây có video information. Select video resolution. Dạ, ở đây có SD và HD. Tất nhiên là HD. Sau khi chọn zoom thì ở đây có một cái icon nhỏ để download. Mình sẽ download nha. Dạ, bây giờ đang exporting. Thường xuyên video của chúng mình thì khoảng 20 phút. Mà hãy xem thử nha. ETV AI service là sử dụng cloud thì nói là rất là nhanh. Nên bây giờ mình sẽ so sánh. Yo, nhanh thế nhở? Chờ, kết quả hãy cho các con xem nha. Thấy chưa? Rất là đơn giản đúng không? Chỉ là click vào con chuột một vài lần thôi và có kết bản thì chuyển sang văn bản video. Rất là dễ. Chỉ còn khoảng 5 phút thôi nha. Sản xuất video 5 phút thôi nha. Bây giờ tại sao mình tuyển editor nữa? Mình sẽ bỏ luôn. Đùa thôi, mình không bỏ. Nếu mà dịch vụ này rất là tốt mà mình không bỏ editor nha, các bạn ấy đừng lo. Các bạn ấy, dịch vụ này bây giờ chỉ có tiếng Anh và tiếng Hàn. Nhưng mà năm sau sẽ có tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung. Có ngôn ngữ khác nữa. Thì các bạn hãy chờ đợi một chút và hãy giữ dùm thứ nha. Và dịch vụ này đơn giản như vậy thì sinh viên, một học sinh, người già, người trẻ cũng có thể sử dụng được. Và khi thuyết trình, các bạn phải làm một cái PPT. Nhưng mà nếu có video như này thì sẽ tốt cho các bạn hơn. Các bạn cũng hãy đi vào website TTV AI và dùng thử dịch vụ này nha. Mình sẽ viết link ở dưới nha. Ôi, thực sự các bạn ơi, công nghệ càng ngày càng phát triển nhanh và thần kỳ quá. Chà, nếu mà các bạn đã xem vui vẻ video này và dịch vụ này rất là thần kỳ và hữu ích cho các bạn thì hãy subscribe và like thật nhiều nha. Cảm ơn các bạn, mình là Trung Lạc của những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt.